Phương Anh xin được kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức, kênh thông tin kiến thức hàng đầu Việt Nam. Và chúng tôi rất vui mừng khi được truyền tải những thông tin nóng hổi có trong ngày. Đừng rời mắt vào màn hình và ngay sau đây, hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức mới nhất diễn ra trong 24 giờ qua. Dực lửa bắt sống hơn 500 đồng phạm từ 4 tiếp viên hàng không, lão chúa tam giác vàng bại lộ, triển chiêu xóa tội ghê giận. Thưa quý vị, quá nể sợ các trinh sát nước ta khi bắt bốn nữ tiếp viên đã thả hổ về rừng bằng cách trả tự do lập tức nhưng đã âm thầm bắt hàng trăm vụ nhỏ rằng bẫy hàng ổ to nhất đến nay đã thành công chuyên án thế kỷ này hàng tỷ chất cấm núi tiền chất đống cùng hàng trăm chân rết vận chuyển đủ các tầng lớp ông chúm cuối cùng cũng xá lưới lời khai sắp tới sẽ còn phải lộ ra hàng loạt cái tên chống treo vững như bản thạch nhờ thế mới ngang nhiên buôn hàng tư pháp về việt nam dễ như chơi sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với cơ quan chức năng cùng chúng tôi làm rõ ngay sau đây Đến hôm ngày 6 tháng 3, liên quan đến vụ tiếp viên sách chất cấm từ Pháp về Việt Nam, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với các cơ quan chức năng khởi tố 183 vụ án và 502 bị can về nhiều tội danh, đồng thời xử lý hành chính 86 người liên quan. Tăng vật thu giữ trong đường dây này là hơn 165 kg hàng cấm, 10 khẩu súng và nhiều hung khí. Các đối tượng bước đầu thừa nhận trước khi bị bắt đã mua bán chót lọt lượng hàng với tổng số tiền rất lớn. Trước đó, ngày 16 tháng 3 năm 2023, Tri Cục Hải quan đã phát hiện vụ việc bốn nữ tiếp viên hàng không vận chuyển trái phép hơn 11,48 kg từ Pháp về Việt Nam. Công an làm rõ nhiều đối tượng lợi dụng người Việt Nam học tập định cư tại Pháp có nhận dịch vụ gom hàng, chuyển phát nhanh hàng hóa quốc tế để vận chuyển hàng về Việt Nam. Sau đó, chúng sử dụng dịch vụ giao hàng nhanh trong nước để đưa số hàng này giao về cho một người tại Đồng Nai. Từ đông nay, lô hàng này được phân thành từng kiện hàng giao cho các đối tượng tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương để tiếp tục chia nhỏ, tiêu thụ tại nhiều điểm tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành khác. Quá trình truy bắt các đối tượng trong chuyên án gặp nhiều khó khăn do các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn đối phó tinh vi, sử dụng dịch vụ giao hàng công nghệ để giao nhận ma quái. Ngay sau vụ ở Việt Nam, cảnh sát pháp đã bắt 7 người trong nhóm Việt Nam buôn hàng tại Paris. Tên đầu sỏ là Nguyễn V, 37 tuổi, đã bị cảnh sát Pháp theo dõi từ nhiều tháng này. Cho đến nay, V nhất quyết không chịu khai báo, nhưng tất cả các cuộc điện thoại của V đã bị cảnh sát nghe từ cuối năm ngoái. V không thể thoát tội, vợ của V làm nghề cũng bị bắt, nàng thường xuyên đi lại giữa Hà Lan và Pháp. Hà Lan là nơi mà dân buôn lấy hàng mang về Pháp. Đây là nhóm chuyên môn buôn hàng nóng từ Pháp về Việt Nam. Vụ việc bắt đầu từ cuối năm ngoái khi cảnh sát Pháp đã bắt được 70kg hàng nóng được đóng trong các ống thuốc đánh răng và đồ mỹ phẩm. Số hàng này để trong kho của một công ty vận chuyển hàng xuất nhập khẩu tại thành phố ngoại ô Paris, Kremlin, Bicetre, hàng nóng được sản xuất ở các nước Đông Âu rồi được chuyển sang Đức, Hà Lan, từ đó sang Pháp rồi về Việt Nam. Vụ bắt này của Pháp có liên quan đến bốn cô tiếp viên Việt Nam Airlines hay không thì tôi không thấy báo nào đăng chính thức. Tuy nhiên, xét về thời điểm, về cách thức làm ăn thì 99% là có liên quan. Quay ngược lại vụ bốn tiếp viên Việt Nam Airline chuyển chất cấm về Việt Nam đang gây chấn động Việt Nam với mức độ nghiêm trọng và gây bất bình trong nhân dân vì bốn tiếp viên trực tiếp mang hàng đã được trả tự do, những người mắc tội tương tự đã bị kết tội rất nặng, thậm chí án kịch khung. Đáng nói kể từ lúc bị bắt cho đến khi cảnh sát đã khám xét nơi ở của các nữ tiếp viên thì không phát hiện thêm điều gì. Đồng thời các tiếp viên khai đã nhận mang hàng hóa sách tay từ Pháp về Việt Nam thông qua một đồng nghiệp làm trung hãng. Qua người này, một trong bốn nữ tiếp viên đã trao đổi thỏa thuận tiền công chia lô hàng kem đánh răng nặng hàng chục kg về Tân Sơn Nhất. Mới đầu tất cả tiếp viên liên quan chỉ cung cấp được tin nhắn trao đổi thỏa thuận giá cả với người giao hàng tại Pháp với nội dung được trả tiền công hơn 10 triệu đồng. Đọc bài báo bên viên Express, người ta ngầm hiểu một trong bốn tiếp viên kia là người biết đang vận chuyển chất cấm và lợi dụng đồng nghiệp. Ngoài ra cũng có thể xảy ra trường hợp một trong bốn tiếp viên là người chủ động thực hiện hành vi vận chuyển Người này biết rõ số hàng sẽ vận chuyển và cố tình lợi dụng sự tin tưởng trong tổ bay để chia nhau vận chuyển về Việt Nam, dễ dàng hơn là tự vận chuyển một số lượng lớn. Trong số các tiếp viên có người còn quá trẻ nên không loại trừ việc bị tội phạm chuyên nghiệp tiếp cận lợi dụng, chứ không ai lại đánh đổi sự nghiệp của mình để lấy một số tiền nhỏ như vậy cả. Do đó, một trong những tình tiết cũng cần được làm rõ đó là xem xét lịch sử các chuyến bay trước, các tiếp viên này có hay không mang hàng hóa về, loại gì, lịch sử soi chiếu ra sao. Theo một lãnh đạo Cục Hải quan thì việc phát hiện 4 tiếp viên mang về nước không phải chuyện tình cờ. Căn cứ thông tin tình báo các nghiệp vụ kiểm soát hải quan, căn cứ các dấu hiệu nghi vấn về tuyến, đối tượng trọng điểm, kết quả thu thập thông tin, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo phá án. Về chuyện 4 tiếp viên có thực sự biết họ đang vận chuyển chất cấm không thì chắc là phải biết, nhưng chấp nhận vì tiền công quá khủng tầm 1 tỷ và có thể đã chót lọt nhiều vụ như lời hải quan nói là có tin tình báo nên hồn nhiên đem về mà không lo bị bắt hơn nữa với số hàng trị giá vài chục tỷ đấu dây bên pháp không ngây thơ chơi trò gửi cho người ngoài sẽ rất rủi ro mà phải là một dây khép kín nên ít nhất một người trong team bốn hoặc tối thiểu một người khác trong chuyến bay phải nằm trong đường dây hiện chưa lộ diện nhưng thấy bảo có người giới thiệu chuyển hàng đáng nói ngoài ngoại hình kiến thức thì mỗi tiếp viên bay đều phải trải qua một khóa huấn luyện kỹ năng rất bài bản và có phần khắt khe bởi vậy cho nên khi bước lên máy bay thì bản thân họ chỉ cần nhìn cử chỉ hành động cũng đoán ra được số hàng này bất thường hay không chứ hướng gì mở ra kiểm tra bằng mắt, thậm chí bằng máy móc cầm tay chuyên dụng. Một điều nữa là những hình ảnh và clip đưa lên trên báo chí thì cũng đều là từ cơ quan chức năng cung cấp, có nghĩa họ đã có chuyên án đủ căn cứ rõ ràng mới công khai toàn bộ tên tuổi, mặt mũi trong toàn bộ sự việc như vậy. Ngoài ra, trong toàn bộ quá trình bị bắt thì ai cũng nhìn thấy rõ sự tự tin và tâm lý ổn định của bốn tiếp viên hàng không diễn ra trong suốt quá trình xảy ra vụ việc. Những điều này cũng khiến dư luận tin vào một thế lực đứng sau trước đó đã đảm bảo an toàn cho các nữ tiếp viên này. Đặc biệt nhất trong mạch tin tức này phải kể đến đó là liên quan đến con ông cháu cha. Nói thẳng một câu rằng hiện nay thì lửa lò đang cháy, kể cả là con ông cháu cha mà sự việc được Bộ Công an phanh phui, hình ảnh đầy trên mặt báo, tán chứng, vật chứng rành rành thì cũng hết đường cứu. Nóng, từ nay người điều khiển xe máy phạm phải 5 lỗi sau đây sẽ bị tịch thu phương tiện, bị phạt 7 triệu đồng vì vi phạm nồng độ cồn, nhiều người thành phố Hồ Chí Minh vứt luôn xe cho cảnh sát giao thông. Thưa quý vị, theo quy định mới ban hành thì những trường hợp xe máy vi phạm dưới đây sẽ bị tịch thu phương tiện giao thông, thậm chí có trường hợp vi phạm sẽ bị tịch thu phương tiện vĩnh viễn. Vậy đó là những trường hợp nào, cùng chúng tôi làm rõ ngay sau đây. Tịch thu xe máy là gì? Theo quy định của pháp luật hiện hành thì tịch thu tăng vật phương tiện vi phạm hành chính là một trong những hình thức xử phạt vi phạm hành chính được áp dụng đối với vi phạm hành chính nghiêm trọng do lỗi cố ý của cá nhân, tổ chức. Việc vi phạm này lặp đi lặp lại nhiều lần hoặc gây ảnh hưởng tới người xung quanh. Năm trường hợp bị thu hồi xe máy vĩnh viễn, người dân nên biết kẻo thiệt thòi. Đua xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện trái phép, khoản 2 và điểm B khoản 4 điều 34. Điều khiển xe thực hiện các hành vi sau đây tham gia giao thông mà không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của phương tiện, không có giấy tờ chứng từ chuyển quyền sở hữu xe hoặc giấy tờ chứng từ nguồn gốc xe hợp pháp, điểm A, điểm B, khoản 2 và điểm D, khoản 4 điều 17. Những trường hợp điều khiển xe máy mà không có giấy đăng ký xe theo quy định sẽ bị phạt hành chính và tịch thu phương tiện. Những trường hợp điều khiển xe máy mà sử dụng giấy đăng ký xe đã hết hạn sử dụng sẽ bị xử phạt hành chính và tịch thu phương tiện giao thông. Những trường hợp người dân sử dụng giấy đăng ký xe bị tẩy xóa, sử dụng giấy đăng ký xe không đúng số khung số máy của xe hoặc không do cơ quan có thẩm quyền cấp thì cũng bị tịch thu phương tiện giao thông. Điều khiển loại xe sản xuất lắp ráp trái quy định tham gia giao thông. Điểm B khoản 3 và điểm D khoản 4 điều 17. Tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần hành vi, điểm A, điểm B, điểm C, điểm D khoản 8 và điểm C khoản 10 điều 6 những trường hợp người điều khiển xe máy có hành vi buông cả hai tay khi đang điều khiển xe dùng chân điều khiển xe ngồi về một bên điều khiển xe nằm trên yên xe điều khiển xe thay người điều khiển khi xe đang chạy quay người về phía sau để điều khiển xe hoặc bịt mắt điều khiển xe thì sẽ bị tịch thu xe những trường hợp người điều khiển xe máy điều khiển xe lạng lách hoặc đánh võng trên đường bộ trong ngoài đô thị sẽ bị tịch thu xe những trường hợp người điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh chạy bằng hai bánh đối với xe ba bánh cũng bị tịch thu xe. Những trường hợp phương tiện thuộc một trong các trường hợp sau tham gia giao thông mà không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của phương tiện. Như vậy, những trường hợp thuộc 5 nhóm vi phạm trên sẽ bị phạt hành chính và tịch thu phương tiện giao thông, cụ thể ở đây là xe máy, người dân nên biết kẻo thiệt thòi. Thành phố Hồ Chí Minh kho bãi quá tải vì chứa xe vi phạm. Được biết, trong năm 2023, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh đã xử lý hơn 650.000 trường hợp vi phạm, trong đó vi phạm nồng độ cồn chiếm gần 20%, số lượng xe máy ô tô bị giữ gần 155.000 chiếc. Theo thống kê riêng của phòng cảnh sát giao thông công an thành phố, hiện nay còn thiếu hơn 10.000 10 mét vuông kho bãi để tạm giữ xe vi phạm hành chính. Cụ thể, kho tăng vật lớn nhất của thành phố Hồ Chí Minh rộng hơn 20.000m2 có 9 khối nhà 2 tầng đúng quy chuẩn có mái che, hệ thống phòng cháy chữa cháy, nhưng đã quá tải, hết nơi chứa trong nhiều năm qua do đang giữ hơn 17.000 xe máy ô tô. Các kho có mái che hết chỗ chứa, lực lượng quản lý phải đem xếp nhiều hàng chất chồng lên nhau. Tại bãi tạm giữ xe của công an quận 7 trên đường Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, hàng ngàn xe được dựng kín phơi nắng phơi mưa, chỉ còn chưa một lối đi nhỏ khoảng một mét ở giữa để đẩy xe ra vào. Còn ở bãi xe công an quận Bình Tân, giao lộ võ Trần Chí Hồ Văn Long cũng trong tình cảnh tương tự. Bên trong hàng nghìn xe máy phải xếp hàng dài, phần lớn các xe này đều cũ kỹ biến dạng và bám bụi theo thời gian. Tại bãi tạm giữ xe vi phạm của công an thành phố Thủ Đức, đường thống nhất phường Bình Thọ, do không có mái che nên hàng ngàn xe máy ba gác dựng sang sát nhau và hư hỏng nặng dù lực lượng chức năng cố gắng sắp xếp nhưng diện tích nơi chứa chưa đáp ứng yêu cầu, hầu hết kho đều quá tải, hàng chục nghìn xe máy ô tô phải dựng ở bãi đất chống phơi nắng mưa, trong khi xử lý vướng nhiều quy định tốn thời gian. để bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy trong mùa khô sắp tới, công an thành phố triển khai nhiều giải pháp như trang bị phòng cháy, thường xuyên kiểm tra bảo trì các phương tiện, xây dựng các phương án chữa cháy, vệ sinh kho bãi. bên cạnh đó, các đơn vị địa phương, lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức cách trang thiết bị phòng cháy chữa cháy đúng quy định thường xuyên kiểm tra bảo trì đồng thời các lực lượng cần xây dựng các phương án chữa cháy tại kho bãi để bảo đảm an toàn dễ dàng xử lý tình huống xảy ra các cán bộ chiến sĩ cần phân loại phương tiện tạm giữ thành các nhóm đẩy nhanh công tác xử lý tăng vật ngoài ra công an thành phố cũng chỉ đạo các đơn vị áp dụng các biện pháp thay thế tạm giữ phương tiện để ngăn chặn hành vi vi phạm các biện pháp có thể làm là tạm giữ các giấy tờ chứng chỉ thay cho phương tiện để giảm số tăng vật cần tạm giữ Nóng rực, từ 2024, ba độ tuổi sau đây phải đổi gấp căn cước công dân. Ai không thực hiện sẽ bị phạt nặng. Thưa quý vị, hiện nay đại bộ phận người dân đều sở hữu căn cước công dân, tuy nhiên ít người để ý giấy tờ này có hạn sử dụng. Năm 2024, có ba độ tuổi phải đổi thẻ căn cước công dân nếu không muốn bị phạt và chậm trễ trong các giao dịch hành chính. Vậy đó là độ tuổi nào? Bạn có nằm trong nhóm đối tượng đấy? Hãy cùng chúng tôi làm rõ ngay sau đây. 3 độ tuổi phải đổi thẻ căn cước công dân năm 2024. Tại điều 21 luật căn cước công dân 2014 hiện vẫn còn hiệu lực, quy định độ tuổi đổi thẻ căn cước công dân như sau. Thẻ căn cước công dân phải được đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi. Trường hợp thẻ căn cước công dân được cấp đổi cấp lại trong thời hạn 2 năm trước tuổi quy định trên thì vẫn có giá trị sử dụng đến tuổi đổi thẻ tiếp theo. Như vậy, sang năm 2024, độ tuổi phải đổi thẻ căn cước công dân là đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi. Do đó, người sinh vào một trong các năm 1999, năm 1984 và năm 1964 bắt buộc phải đổi thẻ căn cước công dân. Tuy nhiên, nếu người sinh vào một trong các năm 1999, 1984 và 1964 đã đổi thẻ căn cước công dân mới từ năm 2022 trở đi thì vẫn được tiếp tục sử dụng thẻ này đến độ tuổi phải đổi thẻ tiếp theo. Những người có thẻ căn cước công dân chứng minh nhân dân hết hạn sử dụng từ ngày 15 tháng 1 năm 2024 đến trước ngày 30 tháng 6 năm 2024 thì tiếp tục có giá trị sử dụng đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024. Căn cứ thì điều 46 luật căn cước 2023 quy định về chuyển tiếp quy định những người này sẽ đổi thẻ căn cước công dân ngày 1 tháng 7 năm 2024 khi đó sẽ được cấp thẻ căn cước theo quy định mới. Đối tượng được cấp thẻ căn cước từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 Căn cứ điều 19 Luật Căn cước 2023 quy định người được cấp thẻ căn cước là công dân Việt Nam, cụ thể, công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên phải thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước. Công dân Việt Nam dưới 14 tuổi được cấp thẻ căn cước theo nhu cầu. Như vậy so với quy định tại Luật Căn cước công dân 2014 thì bổ sung thêm quy định công dân Việt Nam dưới 14 tuổi được cấp thẻ căn cước theo nhu cầu. Thông tin trên thẻ căn cước, căn cứ theo điều 18 Luật Căn cước 2023 quy định, thẻ căn cước có thông tin được in trên thẻ và bộ phận lưu giữ thông tin được mã hóa. Thông tin được in trên thẻ căn cước bao gồm: hình quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, dòng chữ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, dòng chữ căn cước, ảnh khuôn mặt, số định danh cá nhân, họ, chữ đệm và tên khai sinh, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi đăng ký khai sinh, quốc tịch, nơi cư trú, ngày tháng năm cấp thẻ, ngày tháng năm hết hạn sử dụng, nơi cấp Bộ Công an. Như vậy so với Luật Căn cước công dân 2014, thông tin về quê quán vân tay đã được lược bỏ, không cần thể hiện trên thẻ căn cước. Thay vào đó, quê quán của công dân sẽ được tích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Khai tử chứng minh nhân dân từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Căn cứ khoản 2 điều 46 luật căn cước 2023 quy định chứng minh nhân dân còn hạn sử dụng đến sau ngày 31 tháng 12 năm 2024 thì có giá trị sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ chứng minh nhân dân, căn cước công dân được giữ nguyên giá trị sử dụng. Cơ quan nhà nước không được yêu cầu công dân thay đổi, điều chỉnh thông tin về chứng minh nhân dân, căn cước công dân trong giấy tờ đã cấp. Như vậy với quy định này, chứng minh nhân dân còn hạn sử dụng sẽ có giá trị sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024, tức là chính thức khai tử chứng minh nhân dân từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Phân đấu 100% người dân được cấp căn cước công dân,